Hello Lù xin mến chào các bạn sau 2 tuần không gặp hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn biến tập 1121 One Piece. Gáp đỡ đòn cho Kobe bị Siriu xuyên qua người. Sau khi Sabo may mắn thoát chết dưới tay của Imu thì cậu đã trở về kể hết mọi chuyện cho The Dragon và Ivan. Sau khi kể xong mọi chuyện thì chúng ta hãy trở lại trận chiến ở đảo Hải Tặc. Tại hải quân chi nhánh G1 tại bãi phế liệu là nơi lúc trước Gáp và Kuzan đã tập luyện ở đây. Brand New đang dẫn Jango và Double họ đang bàn về bao chiến hạm kiểu như thay cho bao cát. Họ tò mò mấy con tàu ở đây bị đấm thủng lỗ mà không biết ai đã làm. Brand New trả lời đó là phố phó đô đốc gáp thời còn trẻ đó là việc luyện tập thường xuyên của ông mấy chục năm nay đến tận bây giờ. Nghe xong thì hai người này hết sức là bất ngờ bởi vì ông ta kiên trì đến như vậy. Double tò mò hỏi vì sao lại có hai thuyền thì Brand New nói rằng cái đó là của học trò phó đô đốc Grab kiểu cựu đô đốc Aokiji. Quy tắc của bọn họ là không được dùng haki hay năng lực trái ác quỷ khi tập luyện đấm vào bao chiến hạm. Sức mạnh của những vị anh hùng đó không phải bẩm sinh mà có được. Trở lại Tân Thế giới đảo Hachinosu chiến hạm Goof đã tỉnh ngủ đi tới chuẩn bị chiến đấu. Đám đàn em thấy có đội trưởng ra tay thì rất phấn khích tung hô. Vui mừng chưa được bao lâu thì Gáp liền nhảy lên tung một cú đấm cực mạnh làm đầu hắn sưng một cục như quả bóng, Gáp dồn lực đẩy hắn bay thẳng xuống biển làm lũ đàn em vô cùng hoảng hốt. Bọn chúng cố tìm cách cứu Goof lên nếu không hắn bị chết đuối nhưng không biết cứu kiểu gì vì thân hình quá to lớn. Gáp cười và nói mọi người phấn chấn lên vì ông ta chỉ mới bắt đầu thôi phía sau vasco sót đi tới và cho rằng gáp là anh hùng huyền thoại cái méo gì hắn ta bất ngờ châm lửa vào rượu thổi ra một ngọn lửa lao tới gáp liền tóm ba tên hải tặc gần đó để che ngọn lửa đó lại làm bọn chúng cháy đen gáp ném những tên đó đi giống như một quả bom lửa về phía đám lính pizarro tức giận hỏi gáp ngươi định phá nát cái đảo hải tặc này sao đám hải tặc thì sợ hãi bởi vì cả thị trấn đã bị gáp làm cho hỗn loạn nếu dâu đen trở về mà thấy thì sẽ giết hết bọn họ lão già này không hề e sợ quân số của chúng ta quá là khủng bố Bên ngoài thuyền Kuzaku đã liên hệ cho Gáp và thông báo những người dân bị bắt giữ cùng với các hải quân bị thương đều đã thành công lên thuyền. Lúc này mọi người trên thuyền cũng đang cố gắng giã đông cho Hibari cùng những người khác bị đóng băng. Những người dân ở đây cũng rất lo lắng cho đại tá Kobi không biết ngài ấy có ổn không. Bên trong hòn đảo Gáp nói bọn họ có thể rời đi bất cứ lúc nào bởi vì việc ở đây đã xong. Mau rút lui thôi Kobi Gerus Helmepo, không hổ danh là Hachinosu khét tiếng bọn hải tặc cứ ồ ạt tràn ra bất tận như ông vỡ tổ. Lúc này cu gian bất ngờ xuất hiệu phía trước tôi không thể để ông đi được. Helmepo sợ hãi lúc nãy nên rút lui cùng bọn họ bây giờ nguy mất. Gerus liền hỏi ngài Gáp tôi cũng là tương lai của hải quân đúng không? Lúc này Gáp không trả lời mà lại hỏi cu cậu muốn đánh tiếp hả? Gáp ra lệnh cho Helmepo, Gerus và Kobi chạy hết tốc lực ra bờ biển là bọn họ sẽ an toàn nên nhớ đừng có chết. Lúc này đột nhiên từ phía xa một cô gái chạy tới kêu cứu Kobi nhìn thấy thì cứ nghĩ đó là người dân nên cậu đã lao tới cứu cô ta. Gerus thấy vậy thì liền quát lên đồ ngu là một cái bẩy. Lúc này đột nhiên cô gái đó bật cười một cách nham hiểm một tàng ảnh đang phóng thẳng tới chỗ Kobe. Khi thanh kiếm sắp chạm tới Kobe thì bất ngờ gáp đã lao ra trắng đòn nên thanh kiếm đã xuyên qua người của ông. Báo hồng lúc này vẫn còn ngơ ngác rồi hét lên sư phù. Trước sự tấn công đột ngột này gáp đã bị thương nặng nhưng ông vẫn tóm lấy Siriu đập xuống đất khiến hắn ta học máu. Thì ra ngươi chính là tên Côn ở nhà tù Impel Down. Gáp cố nhịn đau rút thanh kiếm ra đám hải tặc khi thấy Gáp bị suy yếu thì trở nên phấn khích. Helmepo và Gerus thấy thì vô cùng lo lắng còn Kobi ôm đầu hoảng sợ vì đỡ đòn cho mình mà Gáp mới bị như vậy. Thấy vậy Gáp liền an ủi Kobi đừng tự phụ quá hắn ta đã rình dập ta ngay từ đầu rồi. Lúc này vô số những tên hải tặc đã bắt đầu lao tới tranh nhau xử lý Gáp bởi vì cơ hội phát tài của bọn chúng đang ở trước mắt. Mức truy nã của Gáp là ba vương miện ngang với các đô đốc tương đương 3 tỷ. Kuzan phía sau tức giận lao tới hóa đá kêu bọn chúng hãy cút ra kể cả các ngươi có ôm chặt chân của lão thì chúng mày không đủ khả năng giết được lão đâu. Kuzan trượt tới giơ nắm đấm sử dụng chiêu Ice Glove thì Gáp cũng đã bộc phát Haki. Lúc cả hai sắp tung đòn thì đột nhiên hồi ức lại ùa về. Lúc đó Kuzan đã tới năn nỉ Gáp nhận mình làm học trò nhưng ông ta đã trở nên tức giận vì điều đó sẽ mất đi sự tự do của mình. Ngươi mau đi kiếm các sĩ quan huấn luyện bên Hải quân mà học lúc này cu gian nói những gì học được ở họ tôi đã học hết cả rồi tôi cần tiến lên một trình độ mới xin ngài hãy nhận tôi làm đệ tử gáp lúc này quát lên im lặng và biến đi nhưng rồi thế mà cu gian lại không đi mà tới đấm chiến hạm thấy thằng nhỏ đấm cũng tội nên gáp nhắc nhở cu gian nếu xài haki thì không gọi là tập luyện nữa cu gian không quan tâm vì bây giờ cũng không có haki để mà xài thời gian dần trôi một ngày nọ gáp đột nhiên nóng giận điên cuồng dùng cú đấm của mình bởi vì thằng con trai của ông ta đã đi làm quân cách mạng rồi một ngày khác nữa thì thằng cháu bảo nó sẽ làm hải tặc nhưng ông ta không cho phép. Kuzan gian lúc này kiểu đâu phải chuyện của tôi đâu ông già. Thế là ngày hôm đó Gáp đã rủ Kuzan gian đi làm vài chai cho đỡ buồn nhưng lúc này Kuzan gian hiện tại đã làm đô đốc nên rất bận. Trở lại hiện thực Kuzan gian nói xem ra ông đã nuôi dạy một kẻ thù phiền thức rồi. Gáp nói đúng là một tên học trò ngu ngốc sau đó cả hai tung đòn đô nớt vào mặt nhau bằng nắm đấm phủ ha Hai cú đấm này đã tạo ra một luồng xung kích cực lớn thổi bay cả hai ra ngoài khiến Kobe vô cùng hoảng sợ. Bizarro nói hy vọng thoát thân của các ngươi sắp tàn rồi. Đây là đảo Hachinosu các ngươi dám chọc vào thì hàng ngàn hải tặc sẽ ủa ra như vũ bão. Các ngươi tưởng khi thuyền rời bờ là an toàn rồi sao chớ có xem thường sức mạnh của trái đảo đảo. Bên ngoài thuyền chiến Hibari mới tỉnh dậy thì liền hỏi về Kobiko xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho mọi người. Kuzaku chấn an bọn họ sẽ sớm quay trở lại thôi. Bizarro bên trên nói khi các ngươi đọc tin lúc nào cũng thấy dâu đen thế này dâu đen thế kia. Ta cũng muốn tên tuổi mình được biết tới tiêu đề cho số báo ngày mai sẽ là như thế này. Phó đô đốc gáp lừng danh được hộ tống bởi lữ đoàn thiện chiến đến giải cứu đại tá Kobi đã bị thiệt mạng một cách thương tâm tại đảo Hải Tặc. Người gây ra chính là đội trưởng tàu số 4 băng hải tặc dâu đen Avalo Pizarro. Lúc này hòn đảo đã hóa thành hai bàn tay khổng lồ và chuẩn bị đập xuống tàu chiến. Phía trên hòn đảo Kobi trở nên hoảng hốt vang xin Pizarro hãy dừng lại bởi vì người trên thuyền có cả dân thường chứ không phải hải quân. Gáp đang nằm im dưới mặt đất cố chấn an Kobe đừng hỗn loạn vì chính nghĩa luôn tất thắng. Ngược thời gian trở về quá khứ tại sở chỉ huy cũ Gáp đang dạy những học trò của mình bài học thứ nhất. Một ông già và một đứa trẻ các cậu phát hiện đang trên thuyền nếu chỉ có thể chở hai người thì các cậu sẽ làm như thế nào. Kobe nói tôi sẽ đi xuống thuyền để cho hai người họ thoát đi an toàn thì liền bị Gáp ném viên phấn vào mặt. Sai bét cái thằng ngu ngốc tốt hơn là cứ bỏ lại ông già vì ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Người huấn luyện nữ phía sau liền nhắc nhở nhưng Gáp vẫn tiếp tục quan điểm của mình, các cậu muốn hành động vì cái gì khi trở thành hải quân tương lai của con người phải không? Vậy thì các cậu có một tương lai rất dài phía trước so với ông già nên các cậu và đứa nhỏ phải sống. Lúc này người huấn luyện đã rất tức giận dùng cây đánh vào đầu Gáp. Ông đừng có mà giảng như thế nữa, tất cả mạng sống đều bình đẳng, tương lai của những người trẻ là vô hạn. Quay trở lại vài tuần trước trên đảo phụ nữ Amazon Lily, những người lính hải quân ở đây báo cáo với Gáp rằng họ đã bất lực nhìn đồng đội bị bắt. Họ không hề nhận được lệnh từ các lãnh đạo tối cao vì đối thủ là một trong tứ hoàng. Những hải quân này đang rất sợ hãi và khóc lóc vì không biết khi bị bắt tới đảo hải tặc số phận họ sẽ ra sao. Lúc này dâu đen thấy Kobe cảm đường thì rất là hứng thú đây chẳng phải là anh hùng Kobe sao. Ngươi muốn khuấy động một cuộc chiến tổng lực chống lại chúng ta phải không? Trung tướng Yamakaji nói với dâu đen đại tá Kobe chính là thành viên của SOS. Kobe hỏi dâu đen để 800 hải quân và một tàu chiến bị bắt giữ ở lại để đổi lấy cậu làm con tin được không? Dâu đen nghe xong thì bật cười cho rằng Kobe đã đánh giá bản thân quá cao. Trở về hiện thực tại đảo Hachinosu có một bàn tay khổng lồ vươn ra từ hòn đảo những đạn pháo bắn đều không ăn thua gì với nó thậm chí không làm chóc nổi một vết chảy. Trên tàu Tashigi biết chắc bọn họ không thể nào đỡ được nổi bàn tay đó cô ra lệnh tất cả chuẩn bị nhảy xuống biển. Tất cả ra mạng thuyền để bảo vệ cho dân thường. Phía trên hòn đảo Kobe hoảng sợ bởi vì bàn tay khổng lồ đó mà đập xuống thì hàng trăm dân thường và hải quân sẽ chết chúng ta làm gì đây phó đô đốc lúc này gáp đã nằm dài trên mặt đất và nói các cậu có thể cứu được họ. nghe đây ta sẽ tạo ra một lối thoát trong chớp mắt. coby cậu hãy đi phá hủy bàn tay quái vật đó. GRUSD đi bảo vệ tàu khỏi đất đá sụp xuống khi nó bị phá hủy. helmeppo cậu hãy giữ an toàn cho hai người họ bằng mọi giá. lúc này coby nghe xong thì không tự tin mình có thể làm được thì gáp liền nói đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình trong thời khắc nước sôi lửa bỏng hãy đi đi. nghe xong ba người đã biến mất khỏi nơi đó đám hải tặc phía sau thấy ba người hành động thì liền tỏ ra khinh thường bọn chúng cho rằng nếu không có lão gáp thì bọn họ chỉ là lũ vô dụng. Người ta gọi nó là anh hùng chứ thật ra nó chỉ là một thằng tân binh non nớt được đánh bóng mà thôi mau đi vặt lông nó nào anh em. Bên kia Gerus cứ tưởng Kobe đã chuẩn bị thuốc nổ hay thứ gì đó để phá hủy bàn tay đó. Nhưng Kobe lại nói mình không có gì cả tôi sẽ tùy cơ ứng biến thôi. Gerus kiểu tùy cơ ứng biến cái khỉ gì nữa bự tới mức có thể đập nát bét con tàu ra luôn nó. Phía bên dưới những tên hải tặc đã bắt đầu bắn đạn pháo tới chỗ Kobe và Gerus thì Helmepo đã nhớ lại lời gáp đã nhảy lên chém nổ quả đạn pháo đó. Kobe bên trên cảm thấy rất lo lắng nhưng Gerus bảo cậu không được ngoảnh đầu lại. Lúc này Kuzan đã xuất hiện hỏi gáp ông nghĩ mình chạy được tới đâu với thương tích như thế. Gáp cho rằng cái này chỉ gọi là chầy vi chất vẫy thôi chứ có gì đâu mà căng. Kuzan vừa mới nói thế mà tôi lại đi lo lắng cho ông thì bất ngờ gáp đã lao về phía trước cậu còn non lắm Kuzan ông ta di chuyển theo hình dích sắt với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới chỗ tên Pizarro. Sau khi thấy Gáp đang lao tới thì hắn cố gắng chấn tỉnh không được phân tâm phải đập nát con thuyền kia thật nhanh. Nhưng lúc này Gáp đã áp sát dùng đòn Galaxy DVD làm khuôn mặt đầu lâu của hắn bể ra làm đôi. Những tên hải tặc bên dưới khi trông thấy thì vãi cả hồn đấm kiểu gì mà kinh thế. Pizarro bên trong thì cũng đã bị phản vệ khuôn mặt hắn cũng đã té máu. Phía bên dưới Kobe nhận ra đây chính là đường thoát mà sư phụ đã nói. Gerus hỏi cậu định làm gì đó thì Kobe nói rằng tôi sẽ đáp lại kỳ vọng của ông. Kobe cũng bắt đầu nhảy lên di chuyển cực nhanh bỏ xa Gerus. Phía trên Pizarro đang rất tức giận lão già chết tiệt tưởng thế là ngăn nổi ta sao giờ ta sẽ cho lão thấy hậu quả khi chọc vào ta. Gáp lơ lửng phía trên hỏi heo Meppo dạo này Kobe tiến bộ rất nhanh mà sao thấy nó lúc nào cũng tả tơi vậy lúc nào cũng thấy quấn đầy băng gạc. À. Phía trên Kobe đã xuất hiện bên dưới bàn tay khổng lồ của Pizarro làm cho đám hải tặc bên dưới phì cười chúng tưởng Kobe đang ảo tưởng sức mạnh với cái danh anh hùng. Helmepo nói với Gáp, ngài nói cánh tay và vai cậu ấy đúng không? Cậu ấy có dạng tôi không được hé nữa lời. Nhưng mà Kobe gần đây nghĩ mình so với tất cả mọi người ở đây không có tài năng chiến đấu gì nên cậu ta đã cố gắng gấp 10 lần vẫn chưa thấy đủ nên cậu ta quyết định cố gắng gấp trăm lần. Tớ phải nỗ lực không ngừng nếu không làm được như thế thì làm sao mơ trở thành một hải quân vĩ đại. Gáp lúc này bất ngờ vì sau chương trình tập luyện đặc biệt với mình Kobe còn trốn đi luyện tập thêm nữa. Helmepo nói đúng vậy cậu ấy không bỏ sót ngày nào cậu ấy đấm bao chiến hạm suốt cả đêm đấm đến tay bong chóc chảy máu. Lúc này Pizarro bên trên thấy Kobe thì cười khinh bỉ so với bàn tay ta thì ngươi chỉ là như kiến với voi. Bên dưới mọi người đều rất lo lắng cho cậu trước sự ngang tàng của tên Pizarro. Kuzaku bên dưới đã ra lệnh cho mọi người chạy hết tốc lực còn khuyên Kobe hãy cố chạy càng xa càng tốt vì không thể nào đỡ được. Kobe phía trên thì đã quyết tâm mình phải thành công nếu không tất cả sẽ chết đó là do chính tay mình gây ra. Kobe tung một cú đấm mang tên Honesty Impact cực mạnh thổi bay cánh tay khổng lồ trên nó ra làm hai chiếc sự há hóc mồm của tất cả mọi người. Thế là tập 1121 đến 1122 đã hết hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật hàng tuần trên kênh của mình. Các bạn nhớ like và ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn.